Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của S-Make Audio. Và thật lâu rồi thì S-Make Audio mới có dịp lên kênh YouTube để làm những video review bộ dàn karaoke và những video để đánh giá về những sản phẩm âm thanh, cùng với đó là giới thiệu những sản phẩm đang hot trên thị trường hiện nay. Lý do vừa rồi S-Make Audio không lên được kênh để giới thiệu đến quý vị bởi vì S-Make Audio đang setup lại những quy trình phát triển các dòng sản phẩm mới, cùng với đó là rất là nhiều đơn hàng đã đóng trong ngày nên là không có thời gian để quay video gửi đến quý vị, và một cái thời lượng và cái khối lượng công việc rất là lớn trong cái thời gian vừa qua. Và thời gian sắp tới thì S-Make Audio lại tiếp tục gửi đến quý vị những video review đánh giá chia sẻ về những sản phẩm âm thanh, những kiến thức hữu ích và thú vị về lĩnh vực audio này, để quý vị có thể có cái nhìn tổng quan về cái thị trường âm thanh năm 2021, cùng với đó là những xu hướng âm thanh trong tương lai. Và trong video ngày hôm nay thì ngoài những lời cảm ơn gửi đến quý vị trong thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng, ủng hộ và theo dõi kênh YouTube của S-Make Audio và các kênh mạng xã hội khác của công ty chúng tôi, thì cái ý nghĩa thứ hai đó là review một số các cái sản phẩm, các cái model, các cái bộ dàn karaoke được gửi đi trong ngày hôm nay. Thì trên màn nhỏ quý vị đó là hai bộ dàn karaoke để gửi đến hai địa chỉ khác nhau. Một anh Như Ý, anh ở Gia Lai, và một đơn hàng khác là anh Sĩ Đàn, anh ở tỉnh Đắk Lắk. Với combo của anh Sĩ Đàn đó là một cặp loa TD-12 Ultra, một cục đẩy TD Acoustic 41.000 sử dụng 1.000W trên một kênh. Và tiếp theo đó là một bộ mic M18 này, một con vang T8 Ultra Blue này, một con nâng tiếng CB800 Ultra này, và một chiếc quản lý nguồn PS802. Tổng combo có trị giá là gần 29 triệu, anh đã đặt cọc cái số tiền và thu hộ là 27.450.000. Vâng, và sản phẩm của thương hiệu TD Acoustic thực sự đang được đánh giá rất là cao trong thị trường hiện nay bởi vì dễ chỉnh, dễ hát và nịnh giọng. Đặc biệt hơn nữa là phù hợp với phân khúc karaoke tầm trung tại Việt Nam. Vâng, tiếp theo đó là bộ dàn karaoke của anh Như Ý. Anh có địa chỉ tại thành phố Pleiku, Gia Lai. Và bộ dàn tiếp theo đó là một chiếc cục đẩy TD Acoustic LA850SA, cùng với đó là một cặp loa TD-12 Ultra, một sản phẩm loa bass 30 con 76 từ 19 full sơn sần và củ bass nhập khẩu. Và tiếp theo cái thiết bị xử lý âm thanh đó là một bộ mic M12 này, một con vang T8 này, một chiếc CB800 Ultra này. Tổng bộ combo của anh có trị giá là gần 23 triệu và anh đã đặt cọc vào bên em, và cái số tiền thu hộ có ghi trên bao bì. Vâng, và các cái video chi tiết thì em sẽ gửi đến quý vị và các anh Như Ý và anh Sĩ Đàn trong video sớm nhất. Và ngày hôm nay chỉ là video để cảm ơn quý vị thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng, ủng hộ và theo dõi kênh YouTube, và đặc biệt cảm ơn hai anh đã tin tưởng và sử dụng và đã đặt hàng những bộ dàn combo của TD Acoustic. Và ngoài ra thì vẫn còn là một cục đẩy MA41.000 với dòng sản phẩm này hiện đang bán rất là chạy. Trong thời gian vừa qua em đang bán được cái số lượng ít nhất là 5 đến 6 cục một ngày. Và một điều đáng lưu ý nữa đó là trong cái thời điểm mà dịch bệnh diễn biến rất là phức tạp trong cái thời gian vừa qua, thì quý vị cùng gia đình hãy giữ sức khỏe và tuân thủ những cái phương pháp phòng dịch mà nhà nước đã đề ra. Và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kênh YouTube của S-Make Audio, và xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến hai anh đó là anh Như Ý và anh Sĩ Đàn. Anh đã lựa chọn hai combo sản phẩm, một anh ở Gia Lai, một anh ở Đắk Lắk, và cùng với đó là một đơn hàng cục đẩy 41.000. Vâng, và S-Make sẽ làm sớm những cái video review về hai bộ này để hai anh có thể xem video đó và có thể là lắp đặt, cùng với đó là hiệu chỉnh, và lấy cái video đó là video cơ bản để mai sau hai anh có hiệu chỉnh sai thông số ấy và không như ý ấy, thì có thể xem lại cái video đó để có thể hiệu chỉnh lại như cái mức độ mặc định ban đầu. Vâng, và em xin phép dừng video tại đây để tiếp tục đóng những đơn hàng gửi đến cho anh em trong cái thời gian mà đã hứa, bởi vì những cái đơn hàng của bên em ấy thì bên em sẽ đóng, ví dụ như là buổi sáng ngày hôm nay ban ngày thì sẽ đóng hàng chốt vào buổi tối, và tầm khoảng 6 giờ sáng hôm sau thì sẽ có Viettel đến lấy hàng. Đó, 6 giờ sáng hôm sau thì tất cả đơn hàng thì đặt hôm nay thì sáng mai sẽ chuyển sớm thưa quý vị. Và những cái đơn hàng ở trong miền Nam
thì ước chừng vận chuyển từ tầm 4 đến 7 ngày. Còn đưa hàng quanh khu vực miền Bắc và miền Trung ấy, thì em nghĩ ước chừng 1 đến 3 ngày. Đó, và cái thời gian mà vận chuyển hai bộ dàn combo karaoke vào vùng Tây Nguyên ấy, thì ước chừng tầm khoảng 5 đến 6 ngày thì các anh sẽ nhận được. Vâng, và em sẽ phép dừng video tại đây để tiếp tục đóng những đơn hàng. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.